Chắc biểu diễn à? Hay là nó bọn nó đi đéo... Nó bám từ đéo đâu, chắc xe này nó bám từ đâu rồi, đéo biết. Nó trèo lúc nào ấy nhỉ? Ờ, nó trèo không biết, đâm ra đến lúc phát hiện ra là nó ấy. Chắc nó trèo mẹ từ đâu rồi. Chèo mẹ đầu xe anh lên. Nhanh lên kéo lên đi, xe mình chết đi nào. Sao? Không sao. Kìa kìa, sợ lắm. Nó nào bảo.